Nếu tua chậm thời gian xuống 30 lần, sẽ có thể quan sát được hiện tượng gì thú vị? Nhìn những khoảnh khắc trong chuyển động chậm, luôn cảm thấy rằng thời gian thật kỳ diệu. Ví dụ, đá một quả bóng chứa đầy nước, sẽ thấy rằng thời điểm chân chạm vào quả bóng, hình dạng của quả bóng đã thay đổi đi rất nhiều, diện tích lớn hơn nhiều so với bình thường. Sau đó ném quả bóng bay lên không trung, người đàn ông dùng nắm đấm đập vỡ quả bóng bay. Qua ống kính chuyển động chậm có thể thấy, nắm đấm đập xuyên qua bóng bay, nước bắn ra xung quanh do lực tác động. Rồi lại để cô gái trẻ, một tay cầm bóng, một tay cầm dao, thời điểm đâm xuyên qua, quả bóng nước giống như đầu người đeo kính râm. Như vậy, nếu dùng cây vợt đánh quả bóng tennis đang cháy, sẽ xảy ra hiện tượng thú vị gì? Đặt vợt tennis vào xô nước một lúc, sau đó ném quả bóng tennis đang cháy lên không trung. Khi tua chậm lại để quan sát, khoảnh khắc vợt tiếp xúc với bóng, quả bóng tennis đã được tách ra khỏi ngọn lửa. Khi vợt bay về phía trước, ngọn lửa cũng thành đốm lửa bám theo phía sau, rồi biến mất trong không trung. Vậy nếu là bạn muốn tua chậm điều gì?